hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Và nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt ông không để nó khoét rách nhà mình. Kính thưa cộng đoàn, có thể nói trong toàn bộ mùa vọng, giáo hội mời gọi người Kitô hữu đi vào cái chủ đề là tỉnh thức và cầu nguyện, tỉnh thức sẵn sàng và cầu nguyện. Ấy như là một phương thế căn bản nhất để cho người Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón chờ con Thiên Chúa đến lần thứ nhất, để mời gọi con người vào trong công trình cứu độ. Ngõ hầu con người sẽ đón chờ con Thiên Chúa đến lần thứ hai trong quang lâm để được hưởng hạnh phúc nước trời. Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ nhất trong mùa vọng. Giáo hội một lần nữa nêu lên cho chúng ta ý nghĩa của việc tỉnh thức, để rồi mỗi người chúng ta biết được cái ý định của Thiên Chúa muốn qua các dấu chỉ của đời sống đức tin mình mà chúng ta xây dựng một đức tin một cách mạnh mẽ, bằng sự chuẩn bị và sẵn sàng để đón chờ Thiên Chúa đến bất cứ lúc nào, để mời gọi mỗi người chúng ta trở về với Ngài và xứng đáng là những người được hưởng ơn cứu độ. Vậy có thể nói mùa vọng, lời tỉnh thức và cầu nguyện là để mời gọi mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, biết lắng nghe tiếng của Thiên Chúa qua lời của Ngài và các giáo huấn mà chính giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta thanh tẩy tâm hồn và lương tâm của mình một cách chắc chắn nhất, để nghe được tiếng của Thiên Chúa nói trong tâm hồn mà biết cách hoán cải, mà biết cách căn tân đời sống của mình, làm cho đời sống của mình trở nên xứng đáng hơn trong cái cách thức sống đức tin mà mỗi ngày chúng ta được mời gọi. Biết lắng nghe tiếng của Thiên Chúa không chưa đủ, nhưng rồi còn phải biết lắng nghe của những người khác mà mỗi ngày chúng ta được tiếp xúc. Chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa có thể nói rằng rất dễ, nhưng chúng ta nghe nhau để mà thay đổi cuộc đời của mình, để mà canh tân đời sống của mình, không phải là chuyện dễ đâu. Nếu nghe được tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng của lương tâm mình thúc đẩy, thì mình sẽ không bao giờ đi vào trong con đường phạm tội được cả, nhưng đi vào trong con đường ngay chính và thánh thiện mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Mùa vọng đó là mùa tỉnh thức, để rồi chúng ta biết đón nhận, nhận ra những ân huệ mà Thiên Chúa ban. Đó mới là điều quan trọng. Mỗi ngày người ta có biết nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban hay không thì người ta mới đi vào trong con đường hoán cải được. Nhận ra ân huệ của Thiên Chúa chính là mỗi người chúng ta nhận ra được lòng thương xót của Ngài thực hiện ở trong cuộc đời của mình. Ngõ hầu cuộc đời này mỗi người chúng ta không thể thành toàn được nếu như không được ân ban và ân huệ cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa thực hiện ở trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Có thể nói sát tín hơn nữa, đó là ơn cứu độ của mỗi người chúng ta nếu không do lòng thương xót của Thiên Chúa thì không bao giờ con người có thể tự cứu lấy chính mình được đâu. Nếu như không có lòng thương xót, nếu như không có ân sủng và ân huệ của Thiên Chúa hằng ngày tuôn đổ để cho con người chu toàn bổn phận của mình, thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa một cách xứng đáng, hầu có thể hưởng ơn cứu độ. Mùa vọng cũng là mùa mời gọi mỗi người chúng ta tỉnh thức, để rồi chúng ta biết mong chờ và sống niềm hy vọng. Mỗi ngày trong đời sống của người Kitô hữu, chúng ta trải qua bao nhiêu cái thăng trầm của cuộc sống. Hạnh phúc có, bất hạnh có, niềm vui có, nỗi buồn có, thành công có, thất bại có. Gọi là vui sướng, hạnh phúc hay cô đơn trống vắng trong cuộc đời, cách nào đó chúng ta cũng vẫn thầm lặng hoặc là nổi ra bên ngoài những cái sự kiện ấy. Nếu như không biết đón nhận và mong chờ để sống niềm hy vọng
vào một niềm tin từ nơi Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Khi người ta biết tỉnh thức, biết nhận ra được cái niềm hy vọng, cái sự mong chờ của mình trong đời sống đức tin, thì người ta sẽ kinh qua những cái khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng nhất. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng con, để rồi mỗi ngày trong đời sống đức tin, đặc biệt là trong suốt mùa vọng này, chúng con biết thay đổi đời sống của mình, để mỗi ngày chúng con nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, và chúng con cũng nghe được tiếng nói của anh chị em, ngõ hầu chúng con đi vào trong con đường canh tân, sửa đổi bản thân mình mà sống cho xứng đáng. Cũng cho chúng con nhận ra những ân huệ từ nơi Thiên Chúa mà chúng con đáp ứng được những điều cần thiết, đối lại với những lòng thương xót mà Thiên Chúa mời gọi và ban cho chúng con những ân huệ mỗi ngày, để chúng con đừng có chần chừ nữa, nhưng mà chúng con thẳng tiến về trên con đường canh tân và hoán cải. Và cũng xin cho chúng con biết đón nhận, biết mong chờ, để sống niềm hy vọng mỗi ngày hơn trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Bởi vì chúng con biết rằng hành trình đời sống đức tin là một hành trình nối dài và trải dài suốt cuộc đời. Nếu chúng con không khơi lên trong mình niềm hy vọng thì chúng con sẽ chẳng bao giờ đạt được tới đích điểm là nước trời mà Thiên Chúa mời gọi. Và như thế, mỗi ngày chúng con được hưởng trọn niềm vui và mong chờ con Thiên Chúa đến trong niềm hạnh phúc và viên mãn mà mỗi người chúng con đang khát mong nơi đời sống dương thế này.